Sony V715. Dàn này gồm có 5 thớt rời, Amply, CD, Equalizer, Tuner và Cassette. Đầu tiên mình sẽ nói về Amply. Trên Amply này mình có thể chỉnh được bass, treble, ba lăng, chuyển ngõ để kết nối nhiều thiết bị ngoại vi. Có ngõ surround, có ngõ DT và Equalizer chỗ này. Nếu mình nghe điện thoại mình chỉnh video out-in, mình nghe cassette mình chỉnh tab, CD, tuner để nghe radio và phono để mình kết nối với âm thanh. Có chỗ cắm phone, cắm mic. Công suất Amply là 92W, đồng bộ giữa loa và Amply đều là made in Japan. Đây là cassette hai hộp cassette bị giãn dây cô ro, bỏ băng vào giãn quay nhưng mà quay nhanh hơn bình thường. Nên các nào muốn sử dụng chức năng này nhờ thợ vệ sinh đầu từ và thay dây cô ro là mình có thể sử dụng được chức năng cassette trơn tru. CD ra vào tốt, đọc bài nhanh không hề kén đĩa, nhận bài cực kỳ tốt nha. Bây giờ mình sẽ thử nha, nhận bài rất nhanh đúng không? Đây là thớt lọc âm Equalizer hay còn gọi là lọc xì. Mình có thể chỉnh được bass, treble, mid qua tần số lọc hoặc theo chế độ mặc định. Thì em đã chỉnh theo ý thích của mình, mua về các anh chỉnh lại để hợp gu và hợp với bài hát mình đang nghe. Trên mọi cái cần gặt này nè, nó có một cái đèn rất là sáng và đẹp. Đây, em đẩy cái nắp lại mình ha, bảo vệ luôn. Chỉ riêng Sony 715 mới có được cái nắp bảo vệ và nó có đèn trên mấy cái gập cần này, rất là đẹp. Trên này thì đèn nước nhảy theo điệu nhạc. Cuối cùng đây là thớt tuner. Trên tuner này thì mình có thể dò được radio AM, FM nhưng mà FM tần số là 90 nha. Lo zin theo dạng Sony V725. Lo 3 đường tiến, bass là 23cm. Công suất là 200W trên cặp lo, trở kháng của lo là 6 ohm. Hình thức của lo của dàn tương đối khá đẹp và bắt mắt, mình có thể trưng bày và trang trí tốt cho phòng khách tầm 40-50m². Hàng nguyên bản nguyên zin, hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V, nên các anh lưu ý vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu mình có nhu cầu mua cục đổi nguồn kèm theo dàn thì liên hệ em, giá bán là 200.000, hoặc mình có thể lấy điện 100 đến 110V từ ổ áp ra sử dụng cho bộ dàn đều ok. Chiều cao của lo là 52cm, chiều ngang của cả bộ dàn là 1m. Bộ dàn tương đối khá đẹp, thiết kế bắt mắt để mình trang trí và nghe nhạc trưng bày. Nãy giờ mình nghe nhạc qua chức năng kết nối điện thoại, bây giờ em sẽ test nhạc qua chức năng đĩa CD cho các anh tham khảo. Khi mình lay CD thì nhạc nó sẽ không ra tiếng đâu, mình phải chuyển ngõ về chữ CD chỗ này. Bây giờ mình cùng nghe nhạc qua chức năng đĩa CD rồi em sẽ quay mặt sau cho các anh tham khảo. Cửa hàng em là 0931008099. Các anh gọi đến số này để em tư vấn hoặc nhắn tin Zalo cho em vẫn là 0931008099. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết và tư vấn cho mình qua Zalo. Mua hàng bên em vui lòng cọc cho em 1 triệu để em ship hàng tận nhà, số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ. Bên em bán hàng không bao ship, vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện. Nếu các anh không muốn cọc 1 triệu thì vui lòng chuyển đủ 100%. Khi chuyển đủ em sẽ tặng cho các anh một cục đổi nguồn về mình cắm vào để mình chuyển ngõ, chuyển điện để mình nghe nhạc nha. Không gian đần tàn nếu đôi chân.
thời gian ngừng chơi cho giây phút chia ly này kéo dài trước khi phân kỳ ước sao cho lòng đừng đi. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các anh tham khảo. Đây là lo góc tay phải, đồng bộ giữa lo và âm ly là Make in Sa Băng 100W một lo, 200W một cặp Sony V725. Đồng bộ 5 thớt đều là 715. Đồng bộ 5 thớt đều là V715. Công suất âm ly là 92W. Rất là nhiều ngõ AV. Mình dùng ngõ này để kết nối điện thoại, TV, máy tính, dùng ngõ in. Đây là góc cạnh lo còn lại. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Các anh nào mua hàng cứ liên hệ 0931 008 099 để em tư vấn và chốt hàng cho các anh nha.